Trong 2 tuần vừa qua, có một chiến dịch đã giúp mạng xã hội được phủ xanh và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng mang tên gọi Triệu Cây Vươn Cao cho Việt Nam Xanh. Chiến dịch khép lại với kết quả ngoài mong đợi với hàng ngàn bài đăng tham gia của cộng đồng mạng. Cụ thể, khi tham gia chiến dịch, với mỗi bài chia sẻ của các cá nhân trên mạng xã hội cùng các hashtag Triệu Cây Vươn Cao cho Việt Nam Xanh thì sẽ có thêm 2 cây xanh được công ty Vinamilk trồng thông qua quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam, một chương trình đã bền bỉ trồng cây phủ xanh đất nước 9 năm qua. Mục tiêu của chiến dịch khơi dậy sự quan tâm của cộng đồng đối với vấn đề trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Đặc biệt hơn, số cây xanh được quy đổi qua chiến dịch này sẽ đóng góp vào mục tiêu của chương trình là hoàn thành cột mốc trồng 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trong năm 2020. Chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam do Vinamilk cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp thực hiện. Chương trình mong muốn lan tỏa thông điệp sống xanh và cùng chung tay xây đắp một môi trường sống tốt hơn bằng hành động thiết thực là trồng cây, bảo vệ mảng xanh cho chính chúng ta và thế hệ tương lai. Quỹ 1 triệu cây xanh do Vinamilk khởi xướng và đồng hành cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2012 cho đến nay với một cái mong muốn rất là đơn giản là chúng tôi muốn giảm thiểu các tác hại của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường và mang lại cái môi trường sống tốt đẹp hơn cho con người Việt Nam và trong đó các bản thân chính chúng tôi. Trong hành trình bền bỉ 9 năm qua của mình, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và Vinamilk đã trồng được hơn 850.000 cây xanh các loại tại 41 tỉnh thành trên khắp Việt Nam với tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng. Mỗi tỉnh thành nơi hành trình này dừng chân lại có thêm những con đường ở đô thị rợp mát bóng cây, những ngôi trường phủ màu xanh hoa lá. Mỗi lớp thì bình thường sẽ được giao cho quản lý và chăm sóc một cây xanh ở trước lớp. Những đồi chọc được che phủ. Đã phủ xanh được đời đất chống đồi chọc ở địa phương và thứ hai là đã tăng được thu nhập cho gia đình từ khoản chăm sóc và trồng rừng đấy ạ. Những mảng rừng chắn sóng, chắn cát, ngăn xâm nhập mặn dần hình thành. Chương trình này thì giúp ích cho là tức là tăng về cái độ che phủ của rừng mới tạo cảnh quan môi trường là xung quanh là xanh, đảm bảo về cái chức năng phòng hộ. Và những cây xanh mang theo giá trị tinh thần, kết nối hiện tại và tương lai. Và rất nhiều vùng đất đã được điểm tô màu xanh của thiên nhiên như vốn có. Cột mốc hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh cho Việt Nam vào năm 2020 sẽ thêm ý nghĩa khi có sự đóng góp của cộng đồng. Từ đây, hành trình vươn cao cho 1 triệu cây xanh được nối tiếp và thông điệp bảo vệ thiên nhiên, môi trường và lối sống xanh được lan tỏa, truyền cảm hứng cho những hành động đẹp ngày càng nhân rộng.